cái này gọi mày trong này đấy. Dạ. Cái này gọi mày trong này. Dù ạ. Kỹ nữa. Bình thường rồi đấy. Không gọi gì hết. Đi làm xài cái món rồi. Gỡ cục ra ngôi. Ôi, đi đâu? Hôm mình uống nước này không có uống này, nước đúc đấy. Hai người tâm là hắn ngựa hết đấy, là cái bọn làm vàng này. Thứ hai là thứ ba thứ tạo ruộng đơn nước mình trên cối nữa cũng mất. Vì cái cuộc sống của bà con thì bây giờ hết công ty khai thác thì bà con chủ yếu đãi lại những cái sái như vậy. Thì bây giờ những lực lượng công an quân sự mà đi kiểm tra, phối hợp với đồn đi vào truy quét kiểm tra ở tại các khe thì bà con người ta lại nghỉ. Nhưng mà hết cái lực lượng đi truy quét như vậy thì bà con lại tiếp tục lại đưa làm thủ công. Thì từ cái chỗ đó thì đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo lực lượng công an quân sự phối hợp với đồn biên phòng xây dựng những kế hoạch là chủ yếu làm công tác tuyên truyền vận động và truy quét những cái số mà bà con còn lại ở cái, ngay tại cái thôn Tân Đi Ba đó. Mình mà nói cho thôn xã, thôn xã không chịu quyết mua, mình bảo thằng xã đó thôi, mà họ không tin mình, họ không nghe mua, mình lấy dân, đấy.